Chết rồi, chàng lấy cà phê. Các bạn biết không, đối với những cây sắt dài này nè, mà mình cắt ở trên máy tiện á, thì hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn nha. Đầu tiên á, mình phải tháo cái cửa này ra nè. Đó. Mình phải tháo cái cánh cửa này ra, mình tháo hai bên luôn. Đó, các bạn nhìn nè. Đó, mình tháo hai bên cánh cửa ra. Và bạn phải chú ý rằng, đối với vị trí cao này nè, mình cần phải chú ý là khi mình đổi tua cơ, mình thấy cái tua của mình đã đổi có hợp lý không. Tại vì ở bên đây mình có thêm một cái trục này là trục for axis nè, thì mình phải nâng cái vai lên cao đó, các bạn nhìn cái clearance này thấy không đó, thì mình phải nâng cái vai lên cao. Thì đối với cái này nè, những cái điều bạn lưu ý là khi mình đổi tua coi đổi tua nó có bá, nó có đụng không, nó có đủ clearance không. Cái thứ hai á, là các bạn còn phải tháo hai cánh cửa này ra nè. Và trong rồ ram của mình á, mình không được về hôm thằng S và thằng Y nha. Tại vì khi mà các bạn về hôm S và thằng Y nè, các bạn thấy cái cây này nó dài không, nhiều khi nó dậm vô máy luôn. Thì á, mình cần phải canh được cái điểm ngay cánh cửa đó, ngay cánh cửa nè các bạn thấy không, đó, ngay chỗ này nè. Mình mỗi lần mình đổi tua hay là gì á, mình không có được phép là cho cái máy mình nó về hôm. Thì mình phải canh coi đúng đi rình. Thì khi mà mình canh đúng đi rình và mình canh cái vị trí an toàn á, ví dụ cái điểm này nè, đó, xét cái cánh cửa này nè là cái vị trí an toàn nè. Các bạn có thể cho nó về cái vị trí an toàn này cũng được, để mà mình làm. Và khi mà các bạn ví dụ cái tua này dài quá trời dài nè, thấy không, mà các bạn cho nó về hơn một cái một, có nghĩa là cái máy của mình và kèm theo cái sản phẩm của mình dài như vậy nè, nó rộng vô máy. Thì đó là những cái lưu ý ha. Rồi khi mà bạn khoan á, nhiều khi mà bạn khoan á, thì cái bạc sản phẩm nó càng dài qua đây nè, nó ra ngoài tới đây nè, nó bị rung. Nếu mà các bạn không có cái vai nhỏ này nè, bạn kẹp vô á, thì nó sẽ bị rung nha. Thì cái này nó giống như cái stand đó, cái stand ha, để mà nó hỗ trợ, một cái vai hỗ trợ thêm đó, để mà nó work ha, để mà nó đỡ rung đó. Thì mình khoan từ đây và mình khoan ra điểm này đó, thì khi mà cái vai này ha trở xuống thì cái thằng này nó giữ lại rồi. Nếu mà không có thằng này á, là nó nhúng xuống, nó nhúng á, nó bị rung, thì mình khoan không có được, mình không khoan chính xác được đó. Thì đó là những cái mà lưu ý. Bên kia mình lấy là 58 và cạnh bên này mình phải lấy là 59, thì bởi vậy mình mới cắt được hết nguyên một cái cây dài thằng lòn như vậy hết á, chứ không thể nào mà các bạn lấy một cái mà chạy hết một cái cây dài. Tại vì cái travel của cái máy này chỉ có 28 inch thôi đó, thì 28 cho đến 32 inch, thì mình cần phải làm side to side, các bạn hiểu không, làm bên trái trước xong rồi mình dịch cái cây dài qua bên kia để mình lấy mỗi góc á là 58 59 đó. Thì hồi nãy mình lấy lại góc này là góc 59, ban đầu á mình lấy góc bên kia á là góc 58, thì từ 58 nó chạy qua, còn hồi này góc 59, từ 59 nó chạy ngược về, thì bởi vậy mình sẽ chạy được nguyên một cái cây dài đó. Thì đối với cái bạc mà chạy dài có những cái lưu ý là như thế nào, có nghĩa là mình sẽ không được phép về hơn máy nha các bạn nha.
mình phải kiếm cái vị trí nào an toàn nhất có thể. Tại vì để mà chạy bạc dài á, nhiều khi các bạn cần phải tháo hai cái cánh cửa sổ ra và các bạn bạn nâng cái vai lên, cái ê tô lên. Thì bởi vậy á, nâng lên càng cao thì khi mà dao nó đổi tua đó thì càng nguy hiểm, bởi vậy mình phải canh. Và dứt khoát là trong rồ ram của mình cần phải là bỏ đi cái lệnh về hôm S và Y là S và Y. Mình không có được về hôm. Tại vì cái bạc mình nó dài quá. Thì nó dài như vậy thì nó sẽ bị như thế nào? Nó sẽ làm cho khi mà về hôm nó sẽ dao đụng vô máy. Đó. Rồi cái thứ hai đó là về bạc dài như vậy á thì mỗi cạnh của mình á mình sẽ lấy 58 hoặc là 59. Một thằng á 58 chạy vô, còn thằng kia 59 chạy ngược về. Đó, thì các bạn hiểu chưa? Rồi. Rồi sao nữa? Nói gì quên rồi. Đó, chỉ có vậy thôi. Đổi dao lưu ý. Về hôm máy lưu ý. Rồi khi mà cái bạc nó dài quá đó thì các bạn thấy mình sẽ bỏ thêm một cái eto nhỏ nữa để mình kẹp hờ hững. Mình kẹp hững hờ để cho nó có một cái support, nó có hỗ trợ cho cái cục bạc dài á, nó nằm dài quá thì nó bị rung. Mình cần phải hỗ trợ nó. Đúng không? Đó, vậy thôi. Càng bạc càng dài thì cái độ rung nó càng lớn. Khi mà cái mũi riêu của mình nó riêu xuống á thì cái bột cục của mình nó bị rung, nó bị đè xuống như vậy nè. Mình phải có một cái gì đó mình giữ nó lại cho nó thăng bằng với lại những cái khác. Đây. Ví dụ là cái thằng này.